À, xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Đây là cái cây phoi mình trồng trong chậu xử lý lại. Thay chất trồng rồi, nó tưới cho nó một cữ thuốc diệt nấm với lại kích dưỡng rễ, xong rồi trùm kín lại. Đó, khi nào nó kéo nhựa tháo ra mình ghép luôn, kéo nhựa. Này, này cây giảo tân châu này nó có mấy bông trổ nữa nè. Bông này trổ 3 ngày ngoài nắng nè, bầm dập hết trơn. Chưa rụng cánh nè. Giống này thì mình mua của em Hiếu ở Tân Châu An Giang á, nó trổ rất là đẹp. Bông nó đẹp dữ lắm. Trổ mấy bông nè. Đã hổm à. Có anh mấy chú lại cắt bo mình cho các cái đoạn ngoài đầu rìa nè, tức bên trong nó đổ bông. Nói chung mấy anh em tới vườn mình có gì thì mình cắt mình cho đó ha. Tân Châu rất là đẹp á, nhìn bông đã lắm. Hôm nay trổ lác đác bông gió mấy bông, bông nào cũng đẹp cũng giống nhau hết trơn á. Chột ghép à, ngón chân cái rồi quá trời bự. Nè, nói chứ mà khi mà nhân giống ra lựa tầng bông đẹp lấy ghép ra không á. Đây là cái lô Phú Tân, hôm nay anh em hỏi. Đây, đây là hàng ghép khoảng 3 năm rưỡi. Phú Tân á, đây là cái cây được sửa thân từ nhỏ. À, sữa lắc lượng từ nhỏ luôn nè, nút nụ thì nó đóng kín cây nè. Chung bấm cùi cùi Phú Tân năm thứ nhất, năm thứ hai nè nuôi nó thừa nụ, năm thứ ba nó đi bấm cùi cùi nụ nó lên nè, thấy đều mỗi mắt luôn nè. Giờ chúng ta xử lý, ta để thả thì không thể nào mà nó nhiều nụ được. Bấm nè, nó lên mỗi mắt luôn á. Cái hàng này thì nó đẹp á, chuẩn chỉnh, chúng ta phải trồng lâu dài được, trồng thành cây lớn luôn. Đây, cái thân được sửa từ nhỏ nó lượng đẹp lắm. Đó, làm cây này nói chung thời gian khoảng 3 năm rưỡi tính từ ngày ghép. Đây, cái lô này thì ở vườn mình có khoảng 1.000 cây. Đây, hôm nay hỏi rất là nhiều cái lô này. Gốc đế thì nó cũng có quấn á, gốc thì có ngón tay cái, cái thân ghép á, còn củ đế thì nó bự hơn. Chung cây nào cũng vậy á. Phú Tân nè, cái này thì bán với giá là 450.000 một cặp bao ship á. Đây, nói chung cây nào cũng vậy á. À, chiều cao 6 tấc ăn lên, cây này cao 6 tấc mấy luôn. Tàn rất là đẹp. Đó, nói chung là nó bỏ nhánh đều hết à. Này được sửa từ nhỏ. Đó, sửa lắc lượng từ nhỏ. Cái cốt lắc đẹp lắm. Cốt nè, lắc 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 lên nè. Cây nào cũng vậy. À, nút nụ thì đặt ha. Chúng sau này có giống này giống kia ra. Đây, Phú Tân này vẫn được ưa chuộng, bông nó đẹp á. Màu nó nói chung là cái màu sắc hoa, so về cái sắc hoa thì Phú Tân là đậm nhất trong những cái hàng may ghép mà mình biết á. À, nó đậm hơn Thủ Đức, đậm hơn Đa Phúc, đậm hơn Dảo Nhung, đậm hơn Siêu Bông luôn. Mà hoa màu vàng đậm á, nhìn nó sặc sỡ lắm. Nói chung là chừng cây Phú Tân này giữa cái cây Siêu Bông với lại cây Đa Thủ Đức á, cây Phú Tân này màu nó đậm hơn. Đó, hoa nó thì nó nhỏ hơn, hoa nó từ 5 tới 6 phân, cỡ 3 ngón tay thôi, không có to. Đó, nếu mà chúng ta dép vô mấy cây đủ lực á, cây mà nó gốc lớn đâu mà bấm chặn á, thì nó có thể lên được 7 phân á. Nè, Phú Tân nè. À, lâu này
có 1.000 cây như thế này. Đó, anh em à, để tham khảo chơi Tết, chơi Tết làm giống đâu luôn, cây sung tốt mạnh khỏe, giá bán là 450.000 một cặp bao ship, to cao 6 tấc ăn lên. Sửa cái cốt từ nhỏ rất là đẹp á, sửa cốt này chúng ta lặt lá ra cây nhìn nó có duyên lắm, nó không có bị đơ. Đó, cốt xoắn lên nè, chi cành thì người ta sửa từ nhỏ nên á, phân bố nó đồng đều, ở dưới nhánh nó bự á, chứ không phải dạng mà nuôi thả rồi tới Tết ta vô dây á, đó thì không có đẹp được. Còn cái này là sửa từ nhỏ, cắt đôn 2-3 lần gì đây. Đó, sửa nhỏ lên, đôn một cái đâu ngay đây, lên đây đôn một cái nữa nè, còn dấu đôn, lên đây đôn một cái nữa, đôn 2-3 lần rồi. Rồi mà anh em xem cái mặt hoa nè, có tham khảo Phú Tân nè, là anh em hỏi rất là nhiều cái dòng nè, vừa chơi Tết vừa làm giống mà thấy trồng lâu dài luôn nè. Cây này nè, cây đang nằm chậu hoa 2 tấc, giờ ta thay qua 2,5 tấc, rễ thì đang cứng bầu hết rồi, chung cây nào cũng vậy, ta thay qua chậu 2,5 tấc hoặc là xuống gốc trồng nữa.